Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10TV. Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc chớ trả đũa thuế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 5 cảnh báo Trung Quốc không nên trả đũa việc áp thuế của ông tuần trước, đồng thời nhắc tới Việt Nam. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh sẽ rất đau nếu không đồng ý với một thỏa thuận thương mại, theo AP. Ông Trump viết như trên, sau khi hai nước không đạt được một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán mới nhất, chính quyền của ông Trump đã nâng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la, sau khi cáo buộc rằng Bắc Kinh đã quay lưng lại đối với các cam kết đưa ra trong các cuộc thương thảo trước đó. Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter rằng Trung Quốc đã có một thỏa thuận tuyệt vời gần hoàn tất nhưng đã rút lui. Ông Trump nhấn mạnh rằng thuế mà Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc sẽ không tác động lên người tiêu dùng Mỹ. Tổng thống Mỹ viết rằng không có lý do gì để người dân Mỹ phải trả cho thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Ông cũng nhắc tới Việt Nam khi nói tới cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc. Thuế nhập khẩu có thể hoàn toàn tránh được nếu các vị mua hàng từ một nước không bị áp thuế nhập khẩu hoặc mua hàng từ nước Mỹ không có thuế nhập khẩu ở đây, ông Trump viết trên Twitter hôm 13 tháng 5 năm 2019. Nhiều công ty bị áp thuế nhập khẩu cũng sẽ rời khỏi Trung Quốc để chuyển tới Việt Nam và các nước tương tự ở châu Á. Đó là lý do tại sao Trung Quốc lại muốn kết thúc thỏa thuận với Mỹ như thế. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tổng thống Trump cảnh báo Iran gánh hậu quả nếu hành động chống lại Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải gánh hậu quả lớn nếu nước này làm ảnh hưởng tới các lợi ích của Mỹ. Washington mới đây đã điều tàu sân bay và máy bay chiến đấu tới Trung Đông trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Iran. Phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump cho biết nếu Iran có hành động chống lại Mỹ thì đây sẽ là một sai lầm lớn. Ông Trump cũng cảnh báo các hành động gây ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ sẽ khiến Iran phải gánh hậu quả lớn. Cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi United Arab Emirates thông báo có 4 tàu thương mại bị hư hại ngày 12 tháng 5 tại khu vực ngoài eo biển Hormuz. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy chuyến thăm tới Nga ngày 13 tháng 5 và thay vào đó dừng chân tại Brussels, Bỉ để chia sẻ thông tin về các mối đe dọa gia tăng từ Iran với các đồng minh châu Âu và quan chức NATO. Thưa quý vị, Việt Nam có thể bị Mỹ đưa vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Chính quyền Tổng thống Trump sẽ mở rộng danh sách các quốc gia mà họ theo dõi về thao túng tiền tệ trong báo cáo dự kiến sẽ ra trong tháng này. Và Việt Nam có thể bị đưa tên vào danh sách đó, Bloomberg đưa tin hồi cuối tuần qua. Trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Bloomberg cho biết, số quốc gia bị đưa tên vào danh sách theo dõi này sẽ tăng lên khoảng 20 nước từ 12 nước trong báo cáo ra vào tháng 10 năm ngoái. Việt Nam có thể bị đưa tên vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vì đã cố giữ giá trị tiền đồng của họ thấp hơn thực tế, trong khi Ấn Độ và Hàn Quốc dự kiến sẽ được rút tên ra khỏi danh sách theo dõi. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ không đưa tên Trung Quốc hoặc bất kỳ đối tác thương mại nào khác vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vì họ dựa vào biểu đồ thuế nhập khẩu để cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Bloomberg cho biết, cho đến nay, Bộ Tài chính đã kiểm tra 12 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đối chiếu với Thụy Sĩ để chuẩn bị cho báo cáo sắp tới. Danh sách theo dõi mở rộng có thể bao gồm Nga, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ireland hoặc Malaysia là các nước có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, theo Bloomberg. Hãng tin này cho biết, số quốc gia có tên trong danh sách tăng sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ giảm một trong ba tiêu chí mà họ sử dụng để xác định nước thao túng tiền tệ, thặng dư tài khoản, vãng lai từ 3% xuống 2% GDP. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Máy bay Trung Quốc vừa tới sân bay Venezuela để làm gì? Một chiếc máy bay chở hàng hóa cứu trợ từ Trung Quốc được cho đã có mặt ở sân bay quốc tế Mercutio Simón Bolívar của Venezuela hôm 13 tháng 5. RT đưa tin, chiếc máy bay của hãng hàng không Supana Airlines, trước đây là Yangtze River Express, đã rời khỏi thành phố Thượng Hải hôm 13 tháng 5
Chiếc máy bay này dừng ở Madrid trước khi tới sân bay quốc tế Maiquetía tại thủ đô Caracas. Hãng hàng không Supana Airlines được thành lập vào năm 2003 và là hãng hàng không sở hữu các máy bay chở hàng lớn thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau China Cargo Airlines. Ông Pedro Mario, cựu giám đốc Petrolo ở Venezuela, là người đầu tiên đăng thông tin về chuyến bay chở hàng cứu trợ của hãng Supana Airlines trên tài khoản Twitter kèm theo ảnh chụp màn hình hành trình bay của chiếc máy bay Trung Quốc từ website Flyradar24. Cụ thể, theo Flyradar24, chuyến bay khởi hành từ Thượng Hải và hạ cánh xuống Caracas vào lúc 13 giờ 9 phút giờ địa phương hôm 13 tháng 5. Vào chiều cùng ngày, nhà báo Venezuela Oliver Fanadi cũng đã cho đăng một đoạn video được cho là ghi lại cảnh chiếc máy bay của Supana Airlines hạ cánh và bốc dỡ hàng ở sân bay quốc tế Maiquetía Simón Bolívar. Hồi tháng trước, Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin điều động 120 binh sĩ và thiết bị quân sự tới Venezuela bên cạnh 65 tấn thuốc men. Vào thời điểm này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Ngoài ra, những thông tin liên quan tới việc quân đội Trung Quốc có mặt ở Venezuela đơn giản là không đúng sự thật. Cũng theo ông Cảnh, đối thoại hòa bình chính là giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Khủng hoảng kinh tế ở Venezuela đẩy quốc gia Mỹ Latin vào cảnh thiếu thuốc men trầm trọng, nhất là sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng Giêng, Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ ông này. Thậm chí, Mỹ còn đe dọa tiến hành can thiệp quân sự nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Tòa Bạch Ốc thì chỉ trích việc Nga điều động binh sĩ tới Venezuela hồi tháng 3. Tuy nhiên, Nga khẳng định việc điều động binh sĩ chỉ là một phần trong thỏa thuận hợp tác được Moscow và Caracas ký kết năm 2001. Song Tổng thống Trump vẫn cho rằng Nga phải rút khỏi Venezuela. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Triều Tiên tố Mỹ ăn cướp giữa ban ngày, đòi trả tàu hàng ngay lập tức. Mỹ nên cân nhắc cẩn thận những hậu quả mà hành động cướp bóc giữa ban ngày của mình, Triều Tiên nhấn mạnh trong thông cáo. Hôm nay, ngày 14 tháng 5, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã đăng thông cáo từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Trong đó, Triều Tiên đã gọi hành động của Mỹ bắt giữ tàu hàng của Bình Nhưỡng là cướp bóc phi pháp và yêu cầu Washington trả tàu ngay lập tức. Triều Tiên nhấn mạnh rằng, việc Mỹ lấy các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm lý do cho hành động cướp bóc tàu thương mại cũng tương tự như hành vi vi phạm chủ quyền của Triều Tiên. Mỹ nên cân nhắc cẩn thận những hậu quả mà hành động cướp bóc giữa ban ngày của họ có thể mang lại đối với tình hình chính trị và nên gửi trả tàu của chúng tôi ngay lập tức. Thông tin về việc bắt giữ tàu hàng xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên, giữa bối cảnh Triều Tiên quay trở lại với các cuộc thử nghiệm tên lửa, một động thái mà AP dự đoán là nhằm gây sức ép, buộc Mỹ nới lỏng cấm vận. Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ đi ngược lại tinh thần trong thỏa thuận chung hồi tháng 6 năm ngoái giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí với một thỏa thuận nhằm kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, hai bên lại không nhất trí được các điều khoản liên quan tới vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Trước khi Mỹ bắt giữ tàu chở hàng White Hornet của Triều Tiên, thì tàu này đã bị Indonesia bắt giữ hồi tháng 4 năm 2018, trong khi đang vận chuyển một lượng lớn than đá. Mới đây, nó đã được đưa tới Samoa thuộc Mỹ, nơi các cuộc kiểm tra sẽ được diễn ra. Theo nghị quyết cấm vận tăng cường năm 2017 của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên bị cấm xuất khẩu than đá, một trong những mặt hàng mà các chuyên gia cho là nhằm hỗ trợ cho ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.